Chào các bạn, hôm nay Xuân Nông sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp thu hoạch trùng quế. Thì thu hoạch trùng quế là một trong các khâu quan trọng trong việc phát triển trùng quế lâu dài, bền vững và hiệu quả. Do đó rất cần thiết cho những người mới nuôi tìm hiểu kỹ. Thì tùy vào mục đích sử dụng trùng quế của chúng ta là gì thì sẽ có những cách thu hoạch trùng quế khác nhau để tối ưu hơn trong chăn nuôi. Đầu tiên là thu hoạch bằng tay. Thì ta biết rằng trùng thường hay bò lên mặt luống để quấn nhau trong điều kiện vừa tối vừa ẩm. Lúc đó ta chỉ cần nâng tấm phủ lên, nhanh vơ lấy trùng và cho vào chậu nhỏ. Trong chậu có một lớp phân trùng mỏng, trùng sẽ hốt hoảng chui xuống lớp phân mỏng đó. Ta tiếp tục nâng tấm phủ lên và lại vơ lấy trùng để cho vào chậu. Cứ như vậy cho đến khi đủ số lượng trùng cần thiết thì thôi. Phương pháp này thường được dùng khi khai thác trùng cho gia cầm ăn hàng ngày. Thứ hai là thu hoạch bằng phương pháp nhử mồi. Phương pháp này được thực hiện khi luống nuôi đã hết thức ăn. Ta không cho tiếp thức ăn trên mặt luống, dùng các loại rổ đựng thức ăn vào đó, đặt trên mặt luống và tưới ẩm vào đó. Đến khi trùng đói sẽ tự đi tìm thức ăn, chúng chui hết trên mặt luống. Ta gạt toàn bộ phần phân trùng ở giữa luống ra và gạt sang hai đầu của luống. Phần trống ở giữa ta cho phân trâu bò vào, tất cả trùng trong luống sẽ đổ dồn về đó để ăn. Vài ngày sau ta xúc toàn bộ chỗ phân đó ra thì sẽ thu hoạch được hầu hết trùng. Cuối cùng là phương pháp thu hoạch bằng đe dọa. Trùng rất nhát, nó rất sợ ánh sáng, tiếng động. Vì vậy, sử dụng ngay các tác nhân này để phục vụ cho việc bắt trùng. Phương pháp này cũng được thực hiện khi các luống nuôi đã hết thức ăn. Ta thực hiện như sau: lấy một cái chậu lớn, xúc toàn bộ phân trùng ở trong luống lên đó, vung lên thành ngọn và gõ nhẹ vào thành chậu. Trùng gặp ánh sáng thì sẽ chui vào giữa. Mặt khác, khi gặp tiếng động, chúng sẽ chui sâu xuống dưới luống. Một lúc sau, ta gạt phần ngọn ra ngoài. Trùng bị lộ ra ngoài lại tiếp tục chui sâu xuống dưới, tiếp tục gõ và gạt phần bên trên. Cứ làm liên tục như vậy, cuối cùng ở dưới đáy chậu là một lớp trùng dày. Phương pháp này được sử dụng khi cần thu hoạch nhiều trùng hoặc muốn thay luống. Khi bắt đầu nuôi thì tốt nhất nên thu hoạch sau 1 tháng. Vì trùng mới bắt về còn lạ về chỗ ở, điều kiện sống, thức ăn nên cần có thời gian để hòa hợp. Sau hơn 1 tháng bắt đầu thu hoạch, ta sẽ nhử trùng tập trung lên bề mặt rồi tiến hành thu hoạch. Tiếp theo là cách nhân luống mới. Sau khi thả giống được 2 tháng, lượng trùng khá nhiều, trùng cũng đã thuần thục trong việc sinh sản. Lúc này ta có thể nhân luống mới. Trước khi nhân luống mới, bà con nên chuẩn bị một luống có kích thước tương đương luống cũ. Dùng sẻng xúc 1/2 luống cũ từ trên xuống, kể cả phân, bỏ vào luống mới và trải đều. Sau 1 ngày có thể cho luống mới ăn. Hình thức cho ăn giống như thường nhưng tỷ lệ thức ăn ít hơn phân nửa. Đối với luống cũ, trải đều và cũng cho ăn như bình thường. Xuân Nông vừa hướng dẫn cho bạn cách thu hoạch trùng quế và cách nhân luống mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.